Các bạn đang nghe chuyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 33 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy. Nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ, lúc Phượng Huy vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng nổ, thì chính là nơi mà cậu bàn luyện công. Nàng chạy nhanh tới mật thất thì mới phát hiện chỗ này vẫn còn dấu tích của sự tàn phá. Thế nhưng cổ bàn thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trong đầu Phượng Hy nhất thời cứng lại. Triệu Vân Hưng nghe tiếng nổ bấy giờ cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy cảnh này, lão cũng cả kinh, hai mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Phản ứng đầu tiên là Triệu Vân Hưng, lão lập tức hô lên. Thị vệ đâu? Hai thị vệ rất nhanh chạy tới. Nhìn thấy Triệu Vân Hưng đang bạo nộ như vậy cũng chỉ biết câm như hến. Vừa rồi có ai tới đây không? Các ngươi có gặp qua không? Triệu Vân Hưng quát lên. Hai thủ vệ hoảng sợ nhìn cảnh tượng còn lại của vụ nổ mạnh, cẩn thận thở dài nói. Triệu tướng quân, tiểu nhân thực sự không gặp qua người nào cả. Hôm nay căn bản không có ai tới thành chủ phố. Triệu Vân Hưng lúc đầu không tin hai thị vệ này nói, sau đó còn đi hỏi rất nhiều thủ vệ khác, nhưng đích xác không hề có ai tới thành chủ phủ trong ngày hôm đó. Chuyện này sẽ có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là không hề có ai đến. Thứ hai là có người đến nhưng thủ vệ không phát hiện được. Thế nhưng thành chủ phủ có mấy người đã là kiểu cấp tiên đế. Chẳng nhẽ nếu có người đến mà ngay cả kiểu cấp tiên đế cũng không phát hiện được hay sao? Triệu tướng quân, rất có thể bọn họ nói thật. Phượng Hy nói, mặc dù ta không phải lúc nào cũng dùng thần thức để điều tra thành chủ phủ, nhưng nếu có người đến, không cớ gì mà ta không phát hiện ra được. Chuyện này... Triệu Vân Hưng lúc này trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Trong phủ của mình mà xảy ra chuyện này, sau này làm sao nói chuyện với Hồng Quân được đây? Phượng Hy cũng có chút nhíu mày. Triệu tướng quân, ta nghĩ chuyện này cũng có chút cổ quái. Bình thường cổ bàn cũng không ra ngoài, cũng không thể kết oán với người khác được. Nếu có người đến thành chủ phủ gây hấn, cũng không thể bỗng dưng đi tìm cổ bàn. Huống chi cổ bàn vẫn còn đang trong mật thất. Vạn nhất, đây là ta nói vạn nhất, nếu có địch nhân tiến đến mà chúng ta không biết và sau đó nổ mạnh, nhưng cho dù tự bạo thì năng lượng cũng không thể đến như vậy được. Muốn lấy mạng cổ bàn, căn bản vụ nổ này chưa đủ. Triệu Vân Hưng tỉnh táo ngẫm lại, quả thật đúng như lời của Phượng Hy. Thực lực của cổ bàn hắn biết, mặc dù mới là bát cấp tiên đế, nhưng ngay cả Phượng Hy là kiểu cấp yêu đế, bản thể là siêu cấp thần thú hỏa phượng hoàng mà còn xa mới bằng được cổ bàn. Nếu muốn dùng nổ mạnh để giết chết cổ bàn, căn bản dùng vụ nổ này là không đủ. Kỳ thực có một điểm mà Phượng Hy không nói, cho dù cổ bàn có chết thì cũng lại xuất hiện ở tầng không gian này. Nếu như cổ bàn tìm được Bạch Khổ Thành thì chân tướng sẽ được rõ ràng. Cũng không biết phải trải qua bao lâu, cổ bàn chậm rãi mở to mắt. Trong vụ nổ mạnh đó, trong nhất thời, linh hồn hắn chìm vào trong Nguyên Anh. Lúc này, cổ bàn đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại mỗi Nguyên Anh. Nhưng đối với hắn, không còn nhục thân cũng không tính là cái gì. Đối với người tu chân mà nói, chỉ cần còn lại linh hồn thì có nghĩa là bất diệt. Nhìn xung quanh mình, cổ bàn có chút kinh ngạc. Đây không phải là vật chất của la bàn sao? Chẳng lẽ ta đang ở trong la bàn? Cổ bàn nghi hoặc, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại lắc đầu. Không đúng, la bàn bị nổ, ta chỉ còn lại Nguyên Anh, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Hắn cẩn thận nhìn lại xem đây là địa phương nào. Chung quanh không gian giống như địa cầu khi xưa, chỉ là linh khí sung túc hơn rất nhiều. Nhưng cách đó vạn thước là một mảnh hỗn độn, cái gì trông cũng không rõ ràng. Không gian được cô đọng vô cùng đậm đặc, giống như tương hồ giống nhau, chỉ là khí thế kia đối với hắn thập phần quen thuộc. Cứ như đã gặp ở đâu rồi. Và khí thế này rất giống với khí thế của La Bàn. Hồng Mông, Lâm Mông còn có Tần Vũ đang ở dưới tàng cây quế, đang nói về những suy đoán của bọn họ. Đồng thời trên mặt của ba người đột nhiên xuất hiện lên một vẻ mặt không thể tư nghị. Ba ánh mắt đồng thời nhìn nhau. Cuối cùng Hồng Mông cũng mở miệng nói, đi, chúng ta đi xem. Chính tại nơi không gian đang rung động kia, ba người kinh hãi phát hiện Nguyên Anh của Cổ Bàn. Cổ Bàn vốn là người địa cầu nên ba người rõ ràng vô cùng. Cũng bởi vì lần trước Tần Tư, Tần Sương và một số người đột nhiên biến mất, những người đó trên Hồng Mông Kim Bảng cũng biến mất, không thể tưởng được một mảnh không gian dung chuyển lại có liên quan đến Cổ Bàn.
Đại ca, Hồng Mông Kim Bảng. Tần Vũ đột nhiên nói, không cần nhìn, tên của cổ bàn lại xuất hiện tại chỗ cũ của Kim Bảng. Sau đó Hồng Mông mỉm cười, nụ cười có vẻ phần giễu cợt chính mình. Xem ra trên thế gian này có rất nhiều sự tình mà ngay cả chúng ta Hồng Mông trưởng cống giả cũng không nắm trong tay. Trên mặt Tần Vũ cũng xuất hiện đôi chút tươi cười. Đại ca, cổ bàn có thể từ không gian kia đi ra, có phải hay không chúng ta cũng có biện pháp tiến tới không gian đấy? Hồng Mông gật đầu nói, trên lý thuyết là như thế, nhưng làm cách nào để đến thì chúng ta chưa biết. Lâm Mông ở bên cạnh vuốt miệng nói, đại ca, tam đệ, các người không cần phải tranh luận nữa, chúng ta đến hỏi tên tiểu tử kia có phải là rõ ràng hết không? Lâm Mông nói xong lấy tay chỉ vào cổ bàn. Cổ bàn không hề biết nhất cử nhất động của mình đều diễn ra trước mắt ba vị trưởng khống giả. Hắn vẫn đang nhắm mắt cảm nhận không gian xung quanh. Đột nhiên cổ bàn trong mắt ba người dường như có điều gì đó lĩnh ngộ, nhất thời hai mắt mở ra, hai tay không ngừng bắt theo pháp quyết. Khi đó trên người cổ bàn đột nhiên bắn ra vô số đạo kim quang, mỗi đạo kim quang bắn ra lại làm cho không gian xung quanh khuếch trương hàng ngàn dặm. Thế nhưng 1.000 dặm với Hồng Mông không gian chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Cảm thụ được không gian với linh khí đang ngày càng giảm, cổ bàn vừa động, năng lượng cả người lập tức phát ra, nhanh chóng bổ sung linh khí cho không gian xung quanh. Mới có bao nhiêu năm mà hắn có thể lĩnh ngộ ra bí mật về cách sáng tạo vũ trụ? Lâm Mông kinh hô, hắn rõ ràng thấy được cổ bàn trước mắt tình huống tương tự như hắn trước đây, đều là khai phá Hồng Mông không gian. Nhưng sau khi tới Hồng Mông không gian, được Hồng Mông hỗ trợ, hắn mới khám phá hoàn toàn được bí mật. Nhưng hiện giờ cổ bàn vừa tới không gian này, quả nhiên cũng bắt đầu quá trình diễn hóa vũ trụ. Đúng là ngay cả so với Tần Vũ còn nhanh hơn mấy lần. Hồng Mông thì không kinh ngạc như vậy, quay sang Tần Vũ, tam đệ, chúng ta đợi thêm một lát nữa, xem ra trưởng khống giả thứ tư không phải là người của Tần gia rồi. Tần Vũ không để ý liệu cổ bàn có trở thành trưởng khống giả của vũ trụ thứ tư hay không, vì dù gì hắn cũng đã từng có duyên với cổ bàn. Đại ca, người trở thành trưởng khống giả của vũ trụ thứ tư đệ không có để ý, bây giờ đệ chỉ muốn biết tình huống của con trai mình thế nào mà thôi. Tần Vũ nhìn chằm chằm cổ bàn và nói với Hồng Mông, với tầng thứ của chúng ta cũng có nhiều sự tình nên không để ý cũng không phải sao. Hồng Mông nói những lời này thâm ý nhìn qua cổ bàn. Tần Vũ cũng không để ý, quay qua nhìn cổ bàn trầm giọng nói, thật không thể tưởng tượng cổ bàn lợi hại đến như vậy, cảnh giới chỉ là bắt cấp tiên đế, thực lực thật sự nhiều nhất cũng chỉ đến thần nhân cảnh giới mà cũng có thể khai phá Hồng Mông không gian, tự mình sáng tạo ra vũ trụ. Nghe Tần Vũ nói, Lâm Mông ha ha cười nói, tam đệ, huynh nhớ rõ, đệ phải đến thượng phẩm thần nhân cảnh giới mới sáng tạo ra vũ trụ, cổ bàn này so với đệ nhưng là kém hơn thật nhiều. Tần Vũ phải có một quá trình rất dài, Lâm Mông cũng quá rõ ràng điều đó. Nói bắt đầu như thế là sớm, thế nhưng phương thức của đệ và cổ bàn có khác nhau, hắn tựa hồ như đã có lực khai phá không gian rồi. Tần Vũ nói, nhưng hắn khai phá tiến tới Hồng Mông không gian đầu tiên tính tới trong cơ thể chính là cái la bàn. Hồng Mông nói, la bàn sao? Huynh nói cái kia, cái la bàn đó hình như chuyên môn tu luyện Hồng Mông linh khí phải không? Tần Vũ hỏi, hắn sáng tạo vũ trụ cũng khá dễ dàng quá ha, với tốc độ này của hắn có lẽ không đến 10 năm thì vũ trụ tầng thứ nhất không gian sẽ được hoàn thành. Lâm Mông mặc dù không để ý ai sẽ là người thứ tư trở thành vũ trụ trưởng khống giả, nhưng trông thấy tốc độ trước mắt của cổ bàn thì không khỏi kinh ngạc không thôi. Như thế tốc độ hắn càng nhanh thì những nghi hoặc trong lòng của chúng ta cũng càng được nhanh giải quyết. Hồng Mông cười nói, chính xác là trong lòng họ có nhiều nghi vấn cần phải hỏi chính cổ bàn mới giải thích được. Kim quang trên người cổ bàn không lúc nào giảm, tốc độ khuếch trương kéo theo không gian mở rộng, một cảnh kinh khủng mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng tại không gian này, linh khí càng ngày càng ảm đạm, khiến cho cổ bàn phải lấy linh khí từ chính bản thân mình ra bổ sung. Khi linh khí trong cơ thể hắn tiêu thao thì ngay lập tức được tương hồ chất lỏng sền sệt bổ trợ. Cứ tuần hoàn như vậy khiến tầng thứ nhất của không gian của cổ bàn càng ngày càng mở rộng. Cùng lúc đó, một tia huyền hoàng chi khí xuất hiện bên trong tân vũ trụ. Lại quay về bối cảnh trên chiến trường. Hồng Quân! Trên chiến trường, La Băng chính mắt thấy Hồng Quân tự bạo,
mà vong mạng. Vụ nổ mạnh kia kéo theo Lâm Minh, Lâm Lượng cùng Yêu Vương đáng chết. Mà nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, Thạch Thừa Thiên ở xa xa cười lạnh mãi không thôi. La Băng thực sự hoảng hốt, nàng suýt nữa thì chống đỡ không được sự thật này. Chủ nhân! Tứ đại tộc trưởng của tứ đại thần thú cũng là người trước tiên cảm nhận được cái chết của Hồng Quân. Từ khi bọn họ xuất sinh đã vô số ức ngàn năm qua chờ đợi chủ nhân, giờ vừa mới xuất hiện chủ nhân thì đã lại chết sớm. Ngẫm lại, trong truyền thừa trí nhớ của họ, chủ nhân là vô địch, bốn đại tộc trưởng giờ này cứ như là trong mơ vậy. Thạch Thừa Thiên nhìn chẳng cảnh đó, khinh thường nói, còn muốn dùng tự bạo để kéo theo Yêu Vương, người nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Cho nên Lâm Minh, Lâm Lượng sống chết thế nào hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đã ra chiến trường là phải có tử vong. Nếu hai người kia thực sự chết đi thì những gì hắn đã thỏa thuận với Lâm gia coi như không còn gì phải nói. Nếu để nói hắn còn phải cảm tạ Hồng Quân là đằng khác. Lâm Minh, Lâm Lượng đều đã chết một lần và không thể chết thêm một lần nào nữa. Hai người họ gần Hồng Quân nhất. Khi Hồng Quân tự bạo, cả hai căn bản không kịp chạy, bị vụ nổ cuốn đi với cự ly gần như vậy. Bằng vào tu vi thượng phẩm thần nhân của họ, ngay cả một khắc cũng không chống được, ngay lập tức bị chấn thành bụi cám. Hai miếng ngọc bội thần khí vây quanh Hồng Quân cũng giống như bản thân họ vậy, đều tan thành mây khói. Chỉ có duy nhất Yêu Vương, khi Hồng Quân tự bạo, nó đã được Thạch Thừa Thiên hút trở lại hồ lô. Bùng! Một âm thanh thanh thúy nổ mạnh vang lên. Những vật phẩm tùy thân của Hồng Quân gồm mấy trăm kiện thần khí, còn có hơn trăm kiện thiên thần khí, thậm chí nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao cùng mấy trăm kiện vật phẩm với những quang mang bất đồng từ trên cao rơi xuống. Quang mang của những vật từ trên cao rơi xuống như có lực hấp dẫn ma thuật, đều hấp dẫn tất cả những người tham chiến. Thạch Thừa Thiên là một tộc trưởng của một đại gia tộc của thần giới thứ nhất. Hắn cũng đã từng gặp qua không biết bao nhiêu sự kiện. Thế nhưng hôm nay đối mặt với không biết bao nhiêu thần khí, thiên thần khí, khóe miệng của hắn đột nhiên cũng có một dòng chất lỏng chảy ra. Mấy trăm kiện thần khí kia thì tính toán gì, ngay cả thiên thần khí cũng có đến hơn 100 kiện. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Thạch Thừa Thiên căn bản sẽ không tin. Tại tầng không gian này, ai có thể một lúc đem ra hơn 100 kiện thiên thần khí đây? Bị nói là vô danh không gian cũng đúng, vì sẽ không có người nào có thể có một lúc nhiều thiên thần khí đến như vậy. Chu Kinh thì hối hận, hắn vạn lần không nghĩ Hồng Quân lại chết đi như thế vậy, mà lại chết đơn giản như thế. Nhưng quan trọng là Yêu Vương của Thạch gia vẫn còn tồn tại, ngay cả tứ đại thú tộc cũng không đấu lại. Biết như vậy, hắn sẽ đã kéo hết người của Chu gia đến. Tại chiến trường cũng có thể được phân chia thêm một số chiến lợi phẩm. Thế nhưng dù sao cũng đã muộn rồi. Giờ phút này, vô luận là sự tồn tại của Yêu Vương hay là hơn 100 kiện thiên thần khí kia đều khẳng định một sự kiện. Ở trong không gian này, Thạch gia đã trở thành đệ nhất gia tộc. Tại tầng không gian này, từ nay về sau sẽ không có ai có thể thay đổi được vị trí số 1 của họ. Chu Lam đã chết, nhưng ngay cả điều này cũng không khiến Chu Kinh chú ý. Mỗi một người khi đi làm nhiệm vụ quan trọng thì trong tộc cũng chuẩn bị thêm một sự hy sinh nữa. Từ khi người đó đi thực hiện nhiệm vụ thì trong tộc đã sớm chuẩn bị hậu sự và tuyển thêm người mới. Ta giết ngươi! Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ bừng, toàn thân kim quang bộc phát, hướng Thạch Thừa Thiên mà lao tới. Cũng lúc này, Huống Thiên Minh, La Băng, Nghịch Cương cũng xông tới Thạch Thừa Thiên. Họ lao đi không hề nói một câu, nhưng nhìn sắc mặt của họ, ai cũng thấy được bi thương và phẫn nộ. Thạch Thừa Thiên giờ phút này đặc biệt cao hứng, hoàn toàn không để ý tới những người vây quanh hắn. Yêu Vương giờ này đã nhận lệnh của hắn thu thập các thiên thần khí của Hồng Quân. Thạch Thừa Thiên đứng trong vòng vây nhưng vẫn cười đắc ý. Như thế nào, nhìn bộ dáng của các ngươi phẫn nộ, căm hận như vậy, chắc là muốn vì Hồng Quân báo thù sao? Thạch Thừa Thiên vừa nói vừa nhìn Yêu Vương cách đó không xa, ý tứ rõ ràng là bằng vào bổn sự của các ngươi mà cũng muốn trả thù cho Hồng Quân sao? Mẹ nó, ăn một bổng của lão Tôn đi! Tôn Ngộ Không đã bi phẫn cực độ, chiêu thức gì cũng không có, hoàn toàn như một người bình thường đánh nhau, đưa bổng lên cao nhằm đầu Thạch Thừa Thiên mà đập xuống. Thạch Thừa Thiên giờ phút này tâm tình cực tốt, chỉ ha ha cười, căn bản không thèm để ý tới một bổng của Ngộ Không. Một côn chưa kịp tới người của hắn thì bỗng nhiên hắn một tay tùy ý giơ lên phất nhẹ một cái. Bùng! Âm thanh kim loại va chạm vang lên, Tôn Ngộ Không trong miệng thổ huyết, rất nhanh bị đánh bay ra phía ngoài. Quỹ tích của Ngộ Không bị đánh bay cũng lưu lại một vệt máu dài. Nghịch Thiên Nhất Kiếm!
Nghịch cương giờ đã đến phía sau của Thạch Thừa Thiên, khởi động nghịch thiên nhất kiếm, khiến cho thân kiếm xuất hiện một mảng kiếm quang như tia chớp bổ thẳng vào người Thạch Thừa Thiên. Chút tài mọn. Thạch Thừa Thiên cả người vừa chuyển, cây thước tử của hắn đã nhanh chóng đón nghịch thiên nhất kiếm của nghịch cương. Uỳnh, hai cỗ kình khí cường đại va chạm nhau, bộc phát ra năng lượng cường đại bắn về bốn phương tám hướng. Nghịch cương bị di cừng của đạo năng lượng đó chấn nuôi bay về thật xa. Trong khi đó, Thạch Thừa Thiên một chút cũng không động đậy, mạnh yếu một chiêu đã rõ. Hướng Chiến Minh giờ đã là trung cực biến thân, ánh mắt phát ra kim quang dữ dội, rất nhanh bay tới vây quanh Thạch Thừa Thiên, tìm những góc độ hợp lý, thỉnh thoảng lại công kích lên người của Thạch Thừa Thiên. Nhưng dù sao, Hướng Thiên Minh cũng đã bị thương nên công kích cũng không phát huy được tối đa toàn lực. Đối với Thạch Thừa Thiên mà nói, căn bản cũng không tạo thành thương tổn. La Băng vẫn chỉ ở một bên nhìn, trong ánh mắt lạnh lùng đến khó nói thành lời, không hề có một chút ý tưởng nào là động thủ. Nàng cứ như vậy nhìn huynh đệ của Hồng Quân điên cuồng vì hắn mà báo thù. Băng Nhi, thật ra từ lâu tới nay ta thực sự rất muốn nói với muội một câu. Ta yêu muội. Tiếng nói của Hồng Quân vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng. Mặc dù theo lý thuyết thì nếu họ có chết cũng chỉ là mới chết có một lần, nhưng sau khi chết sẽ xuất hiện ở đâu, thời gian nào, thậm chí ngay cả có xuất hiện lại nữa không, nàng cũng không biết. Đột nhiên nàng như nghĩ được chuyện gì đó, ánh mắt có chút ướt át. Nàng quay người đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Huynh, lý tưởng của huynh muội nhất định sẽ giúp huynh thực hiện. La Băng thầm nhủ, thầm thầm thì thì trong miệng, thân hình nhoáng lên đã đến trước mặt Thạch Thừa Thiên. Thạch Thừa Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh âm của La Băng lạnh như băng, không hề có chút cảm tình nào trong đó. Đồng thời trong mắt kim quang bắn ra một cỗ năng lượng xanh biếc toàn thân nàng, đồng thời một vũ khí màu đen bao vây lấy Thạch Thừa Thiên. Ta nhất định phải chết sao? Chỉ bằng ngươi? Ha 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 ha. Thạch Thừa Thiên phảng phất như hắn nghe được chuyện cười hay nhất trên đời, khinh thường nhìn La Băng. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ ta lại, có vẻ như ngươi rất đề cao chính mình rồi. Bùng, năm đấm của Hướng Thiên Minh vừa lúc này cũng đánh mạnh vào người Thạch Thừa Thiên. Hắn nổi giận quát, cút nhanh cho ta, chỗ này không phải của ngươi. Vừa nghe xong, Hướng Thiên Minh cảm thấy nắm tay mình dường như dính chặt trên người Thạch Thừa Thiên, rốt cuộc rút cũng không ra. Thạch Thừa Thiên, đi chết đi. Thanh âm của La Băng lại vang lên. Lời này không dọa được Thạch Thừa Thiên, nhưng lại khiến cho Hướng Thiên Minh kinh sợ. Cường Thi nhất tộc và Tu La nhất tộc đã có bao nhiêu năm chiến đấu với nhau, giờ này tình huống của La Băng, Hướng Thiên Minh là người rõ nhất. Màu quang mang xanh biếc kia chính là tính mạng nguyên lực, vũ khí màu đen nhạt chính là linh hồn lực của La Băng. Cút! Thạch Thừa Thiên hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên đánh cho Hướng Thiên Minh văng ra xa. Nhưng mà cũng chính lúc này, một sự tình khiến hắn sợ hãi đã xảy ra. Bất chi bất giác, thân thể của chính mình không cách gì cử động được. Vũ khí màu đen sau khi tiến vào đã hoàn toàn trói buộc hắn. Đó chính là một tuyệt kỹ của Tu La Ma Hoàng Đạo, lợi dụng tính mạng nguyên lực cùng linh hồn lực đối phó với đối thủ. Chỉ cần cảnh giới chênh lệch không quá lớn, hoàn toàn có thể khiến cho đối phương không hoạt động được. Yêu Vương! Cũng may tinh thần cũng không bị ảnh hưởng, rất nhanh hắn truyền lệnh cho Yêu Vương. Hắn cũng hoảng sợ, kinh khủng khi phát hiện Yêu Vương đang bị tứ đại thú tộc vây quanh, căn bản không có cách nào thoát ra, mà chính bản thân hắn cũng không có khả năng để mở nắp hồ lô. Băng Nhi, phần còn lại giao cho ta đi. Một âm thanh nhàn nhạt quen thuộc vang lên, nhưng lại mang vô tận thương cảm. Tại chiến trường vang lên khiến cho tất cả mọi người đều nghe được, thậm chí nhiều người còn cảm thấy chói tai, gần như đã vang vọng toàn bộ tầng không gian này. Theo âm thanh nhàn nhạt kia vang lên trên bầu trời vô danh không gian tầng thứ 7, màu xám vật chất vô tận kia giờ này tựa như mây đen bị cuồng phong thổi mạnh bay tứ tung. Màu xám vật chất không ngừng quay cuồng rung chuyển, lần này khác với bầu trời dị biến lần trước, lần này màu xám vật chất đã chia làm hai nửa, đông tây lôi hỏa. La Băng đột nhiên cảm thấy chân nguyên đã không còn thuộc sự khống chế của chính mình nữa, ngay cả linh hồn lực và tính mạng lực cũng chậm rãi thu về thân thể của nàng. Đối với việc khống chế, Thừa Thạch Thiên đã hoàn toàn biến mất. Người nào? Thạch Thừa Thiên tuy có thể cử động trở lại, nhưng hắn không vì như thế mà vui mừng. Ngược lại, hắn nhìn lên bầu trời đang răng đầy tia chớp, ngọn lửa còn có màu xám vật chất đang không ngừng quay cuồng. Một cỗ áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của La Băng đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi, trong miệng thì thào. Hồng Quân,
Là huynh sao? Huynh... Đột nhiên một tia chớp to bằng cánh tay trong giây lát đánh thẳng xuống phía trước liên quân của Thạch Lâm hai nhà của thần giới thứ nhất. Trong nhất thời, mặt đất cứng rắn của tầng không gian này bị đánh thủng một vực sâu hơn vạn thước, rộng đến hơn 10 dặm. Thạch Thừa Thiên sắc mặt đại biến, hắn nhìn rất rõ ràng, nếu tia chớp kia đánh thẳng vào đại quân, ít nhất cũng mang theo tính mạng của hơn 100 vạn thượng phẩm thần nhân. Hắn cũng không biết người phóng tia lửa kia rốt cuộc là ai, vì cái gì mà hạ thủ lưu tình. Lạc Kha, Ngao Kim, Mạc Tây, Sa Già. Âm thanh nhàn nhạt kia lại vang lên. Phong ấn ta sắp giải trừ, chỉ trong chốc lát các ngươi sẽ khôi phục lại toàn bộ thực lực. Vừa nói xong, thiên không xuất hiện 4 đạo năng lượng vật chất màu xám rất nhỏ, trong nháy mắt tiến vào thân thể của tứ thần thú 4 đại tộc trưởng. Cùng lúc đó, vô số đạo năng lượng màu xám trong nháy mắt tùy tiện bắn vào hơn 10 vạn chiến sĩ của tứ thần thú, nhanh chóng dung nhập vào thân thể của họ. Phàm những huyền hổ thú bị tia màu xám năng lượng nọ bắn vào trong cơ thể, trong nháy mắt cơ thể của huyền hổ thú được một quang mang màu xám bao trùm cơ thể, hoàn toàn không rõ tình huống bên trong thế nào. Quỷ dị, đây chính là hai từ xuất hiện toàn bộ trong lòng những người đang tham chiến và quan chiến. Yêu vương, trở về. Thạch Thừa Thiên mặc dù không biết hiện tại và sắp tới xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng rất cẩn thận lo lắng, thừa dịp tứ đại thần thú nhất tộc còn chưa có chuyển biến gì, nhanh chóng triệu hồi yêu vương lại bên cạnh mình. Cũng trong lúc đó, Thạch Thừa Thiên cũng có được tất cả thần khí cùng thiên thần khí của Hồng Quân. Với từng ấy vũ khí trong tay, Thạch Thừa Thiên cũng khâm phục, không ít tin tưởng vào bản thân mình. Đột nhiên, màu xám năng lượng đang vây quanh thân thể của tứ đại thần thú càng ngày càng nhỏ, trong chốc lát biến nhỏ lại như hình dạng con người. Dần dần, màu xám năng lượng tán đi khiến cho tất cả mọi người sợ ngây ra. Nơi này không còn cái gì gọi là tứ đại tộc trưởng với thân thể to lớn. Nơi này chỉ còn lại 3 nam 1 nữ. Nam thì to lớn rắn giỏi, nữ thì cực kỳ xinh đẹp. Chỉ thấy 4 người đều quỳ xuống trên mặt đất cung kính nói: chúc mừng chủ nhân trở về, đa tạ ân giải phong ấn của chủ nhân. Thạch Thừa Thiên cảm thấy choáng váng. 4 người kia quả nhiên hắn đoán không sai, chính là tứ đại thần thú tộc trưởng. Nguyên lai trong truyền thuyết tứ đại tộc trưởng không biến hóa thành hình người, hôm nay đột nhiên thay đổi. Có thể nói người thần bí kia mặc dù âm thanh thay đổi, nhưng Thạch Thừa Thiên tin tưởng vạn phần đó chính là Hồng Quân. Chuyện này là chuyện tuyệt đối đáng sợ. Thực lực của tứ đại tộc trưởng Thạch Thừa Thiên cũng biết chỉ là ngang cơ với mình, nhưng giờ nhìn lại 4 người kia, hắn không nhìn ra tu vi của họ, có nghĩa là mấy người kia mạnh hơn hắn nhiều lắm. Yêu vương, đáng nhẽ không nên xuất hiện ở địa phương này, các ngươi đã biết được lực lượng của mình, mau giải quyết hắn đi. Bóng người kia cũng chưa từng hiện ra, nhưng lại truyền lệnh cho tứ đại thần thú tộc trưởng. Rõ, chủ nhân. 4 người nói xong liền đứng lên, khóe miệng hơi cười chậm chậm hướng Thừa Thạch Thiên và yêu vương đi tới. Trên nụ cười đó lộ ra vô tận sát khí. Các ngươi muốn làm gì? Thạch Thừa Thiên giờ phút này đột nhiên cảm thấy hồi hộp và lo lắng, trong lòng cũng xuất hiện những dự cảm không tốt. Ngay cả sự tự tin đối với yêu vương giờ phút này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thu! Thạch Thừa Thiên trong lòng vừa động, chiếc hổ lô màu xám liền xuất hiện trong tay hắn. Dù sao Hồng Quân cũng chưa nói 4 người kia đối phó với hắn, trước hết thu hồi yêu vương rồi tính sau. Theo lời của Thạch Thừa Thiên, yêu vương nhất thời hóa thành một làn khói xanh, chuẩn bị bay vào hổ lô. Phá! Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, một tia chớp bé như ngón tay bắn thẳng vào hổ lô trên tay của Thạch Thừa Thiên. Cạch cạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Nhìn lại trên tay của Thạch Thừa Thiên đã không còn thấy hổ lô đâu nữa. Yêu vương vốn hóa thành khói xanh, giờ phút này thân thể lại xuất hiện trên không trung. Thạch Thừa Thiên, ngươi biết vô danh không gian không có thiên kiếp, nhưng không có nghĩa là không có thiên phạt để trừng trị ngươi. Huống Thiên Minh trào phúng cười nói. Thạch Thừa Thiên mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn không hề lộ ra một tia sắc thái tình cảm nào, mặt vẫn lạnh lùng nói: các ngươi trước hết đối phó với yêu vương rồi hãng nói. Thạch Thừa Thiên vừa nói xong, nhưng cũng vừa trông thấy một đại hán đánh một quyền vào bụng dưới của yêu vương. Vốn Thạch Kha tộc trưởng huyền hổ thú nhất tộc thực lực rất chênh lệch với yêu vương, nhưng giờ này một quyền của hắn khiến cho yêu vương kêu lên thảm thiết, căn bản không có lực hoàn thủ, sợ hãi nhìn 4 vị tộc trưởng. Thạch Thừa Thiên, ngươi xem có rõ không đấy, hắn hình như rất sợ chúng ta thì phải. Người phụ nữ duy nhất trong tứ đại tộc trưởng Sa Già mặt đang tươi cười như hoa nhìn Thạch Thừa Thiên nói:
Chuyện này không có khả năng. Thạch Thừa Thiên hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi của Yêu Vương. Đó là một loại sợ hãi của kẻ yếu đối với người mạnh. Sự sợ hãi phát ra từ linh hồn. Vù, vù. Yêu Vương đột nhiên chuyển thân, hướng không trung bay đi. Đồng thời trên thân thể cũng phát sinh biến hóa. Vốn đang là một thân thể cường hãn, nhất thời xuất hiện hơn 10 vết rách. Uỳnh. Yêu Vương vốn đang chạy trốn, đột nhiên thân thể bạo liệt, hơn 10 con yêu thú bất đồng tứ phía chạy trốn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, kinh dị nhìn một màn quỷ dị trên không trung. Có một người không nhìn, đó chính là Thạch Thừa Thiên. Lai lịch của Yêu Vương thế nào, hắn là người rõ nhất. Kết quả của ngày hôm nay đã khiến Yêu Vương sớm sợ hãi, và đó là cách lựa chọn của nó. Nguyên lai Yêu Vương không phải là một đại yêu thú cường đại, bí mật đều nằm trong cái hồ lô màu xám kia. Xuất xứ của hồ lô kia thực chất cũng không ai biết được. Thế nhưng chiếc hồ lô này có thể thu lạp tất cả các loại yêu thú nhỏ yếu. Điều này có đôi chút giống với tọa hồn tháp của Tần Vũ. Nhưng điểm mấu chốt không giống với tọa thần tháp, đó là hồ lô chỉ hấp thu được yêu thú, không thể hấp thu được người. Đương nhiên có khuyết điểm cũng có ưu điểm hơn tọa hồn tháp, chính là mạnh mẽ kết hợp các loại yêu thú bất đồng lại với nhau, tạo thành một loại yêu thú mới. Không chỉ đơn thuần gia tăng kỹ năng, mà còn gia tăng cả lực lượng tới mức tối đa. Tuy nhiên, đối với loại kết hợp này, người sử dụng phải có linh hồn cảnh giới vô cùng cao. Khi trước, sau khi Thạch Thừa Thiên hoàn toàn kết hợp được Yêu Vương, thiếu chút nữa hao hết linh hồn lực mà chết đi. Cái này cũng chính là nguyên nhân tại sao chỉ tồn tại có một Yêu Vương mà thôi. Bọn Hồng Quân tại không gian này chưa từng gặp qua bao nhiêu thượng cấp hay siêu cấp thần thú chết đi. Vì những loại này cũng có khả năng biến ảo thành hình người, nên Hồng Quân cũng không mấy để ý. Đương nhiên, vô luận là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai, khi mà yêu thú chết đi, đại đa số đều nằm trong hồ lô của Thạch Thừa Thiên. Yêu Vương cũng chính là một sản phẩm hao tổn bao nhiêu tâm huyết của Thạch Thừa Thiên. Nó được kết hợp từ hơn 80 loại siêu cấp thần thú bất đồng mà thành. Bởi vì các loại yêu thú không có con nào đặt tới điều kiện để phi thăng, cho nên mặc dù Yêu Vương với thực lực tương đương với trung bộ thiên thần, nhưng vẫn không phải phi thăng. Làm hại chủ nhân chúng ta, phải tự bạo. Tưởng đơn giản như thế chạy thoát được sao? Huyền Long tộc tộc trưởng Ngao Kim cười lạnh nói. Đồng thời tâm ý vừa động, ba vị tộc trưởng còn lại cũng hiểu được tâm ý của Ngao Kim. Cả ba đều mỉm cười, lắc mình một cái, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân hình bốn người đã chia đều cao thấp, bên trái bên phải vây quanh lấy Yêu Vương đang chạy trốn. Hỗ trợ lực lượng cho chủ nhân. Song trưởng Giao Kim giơ lên, hai mắt nhắm chặt, trong miệng lẩm bẩm, ngữ khí không có một sắc thái tình cảm nào. Chỉ trong nháy mắt, Yêu Vương bị vây bên trong đã không còn nhúc nhích được một chút nào nữa, vẫn đang còn bảo trì về mặt hoàng sợ, tư thế chạy trốn cũng như vậy. Phá bỏ lực lượng cực hạn. Động tác của Lạc Kha cũng giống như Ngao Kim, ngữ khí cũng không hề có sắc thái tình cảm. Vì chủ nhân mà thủ hộ. Sa Già cũng như hai người trước đó, giải trừ lực lượng phong ấn. Mạc Tây là người cuối cùng nói. Vừa nói, trên tay bốn người đều bùng phát màu xám quang mang. Đột nhiên, Lạc Kha mở bừng mắt, thần quang bùng phát, trong miệng đồng thời nói: để cho các ngươi cảm thụ lực lượng giải trừ phong ấn của tứ đại thủ hộ thú tộc, tuyệt chiêu phong ấn, tử vong lĩnh vực. Màu xám quang mang trong tay bốn người bắt đầu quay tròn khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt, màu xám quang mang của bốn người tạo ra giờ đã thành một con lốc hình cầu thật lớn. Yêu Vương vốn đã phân ra làm nhiều yêu thú chạy trốn, giờ này đã bị vây lại một chỗ. Hợp. Bốn người đồng thời nói, song trưởng vừa mở, chậm rãi hướng cơn lốc hình cầu. Theo song trưởng của bốn người, góc độ càng ngày càng nhỏ, quang quyển cũng càng ngày càng nhỏ, không ngừng thu nhỏ lại. Không gian nơi này vốn vô cùng ổn định, bắt đầu xuất hiện những vết rách không gian. Không, chuyện này không có khả năng. Thạch Thừa Thiên mạnh mẽ lắc đầu, tâm trạng như điên cuồng. Thạch Thừa Thiên từng nghĩ vô số tình huống, cũng có lo lắng thất bại, nhưng đến bây giờ hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi mình đang chiếm ưu thế, bức bách khiến cho Hồng Quân tự bạo, giờ lại chuốc lại lấy thảm bại như thế này. Chủ nhân của tứ đại thú tộc lại có thể dẫn phát thiên biến, thậm chí nắm trong tay lôi điện cùng hỏa diễm của không gian này, gã Hồng Quân này. Chu Kinh nhìn hết cảnh tượng trước mắt, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra đầy đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: may mắn Chu gia ta không có tham dự, không tưởng được lại phát sinh ra chuyển biến lớn đến như vậy. Nguyên lai tứ đại thú tộc còn có lực lượng chân chính lớn đến như vậy, thật sự không nghĩ tới. Tốt lắm, Ngao Kim, Sa Già, Lạc Kha, Mạc Tây, hủy bỏ lĩnh vực tử vong của các ngươi lại, tha cho đám siêu cấp thần thú đó, cũng là tại ta vô tình tạo nên trường giết chóc, tha cho họ đi.
Trong khi năng lượng quang quyển không ngừng thu nhỏ lại nhằm ép chết yêu vương, thì âm thanh của Hồng Quân đột nhiên vang lên, đồng thời quang cầu cũng ngừng thu nhỏ lại. Ngao Kim, Lạc Kha, Mạc Tây, Sa Già sau khi nghe được âm thanh kia thì cũng sửng sốt, lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc sùng kính. Sau đó cung kính trả lời lại: rõ, chủ nhân. Sau đó triệt đi năng lượng màu xám từ quyền đầu để cho yêu thú tứ tán chạy trốn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trên bầu trời vô số điện xà màu xám lóe lên, tiếng sấm ì ùng không ngừng. Những người phía bên dưới sớm đã quên đi trận đại quyết chiến, trong lòng ai cũng run sợ khi nhìn thấy tràng diện quỷ dị này. Thạch Thừa Thiên, mặc dù hôm nay ta không muốn lạm sát, nhưng ngươi hẳn phải chết không sai. Thanh âm Hồng Quân nhàn nhạt vang lên, đồng thời một cỗ vật chất hỏa diễm từ không trung từ từ bay tới trên bầu trời Hồng Quân Thành vốn đã bị tàn phá. Ngay sau đó, đoàn vật chất màu xám dần dần hình thành một thân ảnh. Chỉ thấy hư ảnh hình người này phất tay một cái, một đoàn vật chất màu xám dần dần dung nhập cơ thể người đó, thân hình người đó cũng dần dần hình thành. Đợi cho thân thể hoàn toàn ngưng kết, mọi người trong lòng sớm đã có chuẩn bị cũng khiếp sợ. Đúng vậy, người này chính là Hồng Quân. Vô luận là hình dáng, khí chất hoàn toàn không thay đổi, nhưng lại làm cho người trước mặt một cảm giác bất an. Nếu muốn nói cụ thể thì không ai có thể nói ra một cách rõ ràng. Vốn Hồng Quân chỉ là trung phẩm thần nhân, nhưng hiện tại không ai nhìn ra tu vi của hắn. Thạch Thừa Thiên lạnh nhạt cười hai tiếng. Hồng Quân, không nghĩ như vậy mà ngươi vẫn có thể quật khởi, ta thua, mặc cho ngươi xử lý. Gì? Hồng Quân mỉm cười và cũng không động thủ nói. Cái gì là tỉnh ngộ, cái gì là chết đây? Thạch Thành Chủ, ngươi có giải thích được không? Thạch Thừa Thiên ngạc nhiên, đương nhiên hắn không thể giải thích. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, chúng ta đã chết qua một lần, cũng tại vô danh không gian này mà sống lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta đã có một đời kinh nghiệm, không nghĩ được lại có nhiều người không có lối thoát như vậy. Hồng Quân không để ý đến Thạch Thừa Thiên, vẫn một mình nói. Thạch Thừa Thiên cũng không để ý đến những gì Hồng Quân đang nói, đột nhiên lên tiếng. Hồng Quân, ta nghe ngươi nói, không hiểu là ngươi đang nói cái gì. Sinh sinh sinh, tử tử tử. Nếu như ngươi không giết ta, thì ta đi trước đây. Đi? Hồng Quân cười hỏi lại. Ngươi có thể đi đâu đây? Khi đã chết, ngay cả một hồ lô cũng có thể chứa được ức vạn sinh linh. Cả đời của ngươi có thể đi đến được chỗ nào xa sao? Tất cả mọi người đều nghe Hồng Quân nói hai câu đó. Phản ứng của hai người đó hoàn toàn không giống nhau. Huống Thiên Minh tại tầng thứ 6 của vô danh không gian đã từng nghe Hồng Quân nói về không gian pháp tắc, hôm nay lại nghe Hồng Quân nói như vậy, dường như hiểu được một chút gì đó, trong lòng đối với không gian pháp tắc cũng có gì đó minh ngộ. Thạch Thừa Thiên trong lòng chấn động, đột nhiên có một loại cảm giác sáng sủa, khi chết cũng được kết nạp trong hồ lô, đó là một không gian, nguyên lai là như thế. Ha 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 ha. Thạch Thừa Thiên dường như đã hiểu được mấu chốt vấn đề, không khỏi cười lớn. Hồng Quân căn bản không thèm để ý, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Thạch Thừa Thiên đột nhiên ngưng cười nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân, ta phải đa tạ ngươi. Cảm ơn ta? Không cần đâu, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Không phải vì ta giết ngươi mà ngươi cảm tạ ta đấy chứ. Giết ta? Ha 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 ha. Thạch Thừa Thiên lại cười nói. Hồng Quân, ta thừa nhận với thực lực hiện tại ngươi có thể giết ta, thậm chí ngươi có thể giết hết liên quân này, nhưng bây giờ ngươi không giết nổi ta. Thạch Thừa Thiên đột nhiên khởi động toàn bộ chân nguyên. Chó đến chân tường. Huống Thiên Minh bên cạnh khinh thường nói, mặc dù không biết Hồng Quân bây giờ là cảnh giới gì, nhưng Huống Thiên Minh có thể khẳng định Hồng Quân muốn giết Thạch Thừa Thiên là một việc quá dễ dàng. Hồng Quân mỉm cười nói, Thạch Thừa Thiên, ngươi bị dồn đến mức này mà còn muốn chống lại sao? Thạch Thừa Thiên cổ động chân nguyên toàn thân, nghe Hồng Quân nói, hắn mỉm cười một cách trào phúng, ý muốn nói, bỏ qua, ha 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 ha. Hồng Quân, ngươi vốn vừa nãy có cơ hội giết ta, đáng tiếc bây giờ không còn nữa rồi. Cảm ơn ngươi đã làm ta giác ngộ, để cho ta hiểu được mấu chốt. Bây giờ ta muốn phi thăng rồi. Khi phi thăng không có thiên kiếp, chẳng có gì nguy hiểm cả. Ha 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 ha. Thạch Thừa Thiên bị sức hút dần dần kéo lên phía trên, ha ha cười to. Ha 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 ha. Hồng Quân, ngươi thấy rồi chứ? Ngươi cuối cùng vẫn không giết được ta. Tới tầng bên trên, ta sẽ đi tìm Thạch gia, sẽ giết ngươi một lần nữa. Ngươi sẽ không có cơ hội sống lại như ngày hôm nay đâu. Âm thanh của Thạch Thừa Thiên giờ này vô cùng âm ngoan. Lúc này, ngoại trừ Hồng Quân ra, sắc mặt ai cũng thay đổi.
La Băng, Huống Thiên Minh, Tôn Ngộ Không không hẹn mà cùng nhau hướng phía hắc động bay tới, muốn ngăn cản Thạch Thừa Thiên không được phi thăng. Nhưng tốc độ thì làm sao kịp được Thạch Thừa Thiên khi hắn đã huy động toàn bộ chân nguyên cùng với sức hút của hắc động, tốc độ nhanh hơn đám Tôn Ngộ Không rất nhiều. Thạch Thừa Thiên, ta đã nói rồi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hồng Quân nhàn nhạt nói, giọng nói cũng không có chút tình cảm nào ba động. Tuy tùy tiện phất lên một đạo tia chớp vật chất màu xám mỏng manh như sợi tóc từ không trung đánh xuống. Thạch Thừa Thiên, ngày hôm nay ta khiến cho ngươi là người thứ nhất cảm thụ được thiên kiếp của vô danh không gian. Chín đạo kiếp lôi, nếu ngươi có thể chịu được, ta sẽ bỏ qua cho ngươi phi thăng. Hồng Quân vừa dứt lời, một đạo tia chớp đã tới đỉnh đầu của Thạch Thừa Thiên. Lúc này Thạch Thừa Thiên ổn định thân hình, vừa rồi uy lực của tia chớp kia hắn có thể thấy được, trông mỏng manh như sợi tóc nhưng uy lực thì không thể khinh thường. Uỳnh, mặc dù Thạch Thừa Thiên không thể phi hành nhưng hấp lực sức hút của hắc động quá lớn, hơn nữa tốc độ của tia chớp ngược chiều với chiều bay lên của hắn nên nhanh chóng đánh thẳng vào người. Thạch Thừa Thiên chỉ cảm thấy cơ thể rung động, ngoài ra không có cảm giác gì. Nói cách khác, theo như lời Hồng Quân thì đạo thiên kiếp thứ nhất đã qua đi. Tuy nói một chút cảm giác cũng không thấy, nhưng Thạch Thừa Thiên tin tưởng Hồng Quân cũng không phải dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Sau đó, từ những món thiên thần khí mà hắn đoạt được, chọn ra một trung phẩm thiên thần khí chiến y mặc vào trên người. Vù, vù. Thiên thần khí chiến y dường như có cánh, từ từ bay trong người Thạch Thừa Thiên ra bên ngoài. Ngoài ra, mấy trăm kiện thần khí và thiên thần khí cũng nối tiếp theo đó mà bay đi. Mỗi một kiện đều hướng Hồng Quân mà bay tới. Thiên thần khí của ta! Thạch Thừa Thiên nhìn những kiện thiên thần khí kia dần dần không thuộc về mình nữa thì bất phục hét lên. Đạo thứ hai! Âm thanh của Hồng Quân lại một lần nữa vang lên, đồng thời một đạo tia chớp như vừa nãy lại từ trên cao đánh xuống. Không đợi cho Thạch Thừa Thiên phản ứng, tia chớp đã bổ thẳng lên trên người hắn. Uỳnh! Thạch Thừa Thiên dường như cảm giác thân thể không còn thuộc về khống chế nữa, toàn thân giống như vô lực, mất đi sự khống chế. Đạo thứ ba! Thanh âm của Hồng Quân lại vang lên. Ha 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 ha, nguyên lai tiểu quân đã nghĩ ra hậu chiêu tốt như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thạch Thừa Thiên chịu khổ như vậy thì cũng không khỏi vui mừng. La Băng, Nghịch Cương, Huống Thiên Minh, Huống Hiếu Xanh, Huống Quang Nhân cũng vui mừng không kém khi nhìn thấy màn này. Uỳnh! Đây đã là đạo tia chớp thứ 5 Thạch Thừa Thiên bị lôi kiếp đánh lên trên người, khiến cả người đau nhức. Muốn tránh đi nhưng hấp lực quá lớn, hắn có thể dễ dàng tránh né được sao? Đạo thứ 6. Thanh âm của Hồng Quân vẫn không có gì biến chuyển, nhưng thanh âm này vào trong tai của Thạch Thừa Thiên thì không khác gì thanh âm đoạt mạng. Uy lực của tia chớp thứ 6 cường đại lên rất nhiều. Cũng chính đạo tia chớp này đã đánh cho Thạch Thừa Thiên huyết nhục mơ hồ. Từ xa nhìn lại không còn rõ diện mạo hắn như thế nào nữa. Bộ dáng hắn giờ này thê thảm cùng cực, không còn bộ dáng oai phong của tộc trưởng như trước đây. Đạo thứ 9. Theo thanh âm của Hồng Quân, một đạo tia chớp to như cánh tay đánh thẳng xuống. Tia chớp đánh thẳng vào đỉnh đầu của Thạch Thừa Thiên, trong khi hắn đã không còn nhìn ra hình người, một chút dãy giụa cũng không có. Tia chớp kinh khủng kia đánh lên đỉnh đầu đã khiến cho hắn tan thành bụi phấn. Tất cả mọi người đều trầm trọng hít vào một hơi, kể cả thần nhân của thần giới thứ nhất, Lâm gia, hai vị tộc trưởng, Thạch gia tộc trưởng trong ngày hôm nay đều đã chết. Từ khi Chu Kinh trông thấy màn này cũng không quản lý quân đội nữa, toàn bộ giao lại cho Thạch Nhược Tín. Thạch Nhược Tín! Thanh âm của Hồng Quân lại một lần nữa vang lên. Ngươi sau khi thua trận đã trăm phương ngàn kế và tạo ra nhiều sát nghiệp như vậy, ngươi cũng không thể lưu lại được. Thạch Nhược Tín trong khi nghe Hồng Quân gọi tên mình thì đã thấy không ổn, lợi dụng quân số đông người quay người chạy trốn. Hắn ngay cả Nghịch Thiên Nhất Kiếm của Hồng Quân cũng tiếp không nổi thì làm sao chịu được khi Hồng Quân hiện tại đã trở nên cường hãn, không còn giống như trước kia nữa. Uỳnh! Một đạo tia chớp xuất hiện mà không hề được báo trước, vừa vặn đánh thẳng lên trên đỉnh đầu của Thạch Nhược Tín. Thạch Nhược Tín ngay cả suy nghĩ cũng chưa kịp thì đã biến thành mặt phấn theo gió bay đi. Tất cả thần nhân của thần giới thứ nhất đều nhìn Hồng Quân, vừa rồi hắn còn nói không muốn tạo ra nhiều sát nghiệp, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi thì thạch ra hai nhân vật trọng yếu đều đã chết trong tay hắn. Tiếp theo sẽ là ai đây? Có phải sẽ là mình hay không? Trong lòng ai cũng lo lắng như vậy. Ánh mắt của Hồng Quân nhìn sang Chu Kinh, ánh mắt đó khiến cho Chu Kinh sợ đến nhảy dựng. Hắn không còn lấy một chút tự tin nào, cho dù trên người mình cũng có một kiện thần khí chiến y, nhưng ngay cả mặc thần khí chiến y cũng không có cảm giác an toàn, vội vàng giải thích.
Hồng Quân tiên sinh, Chu gia cũng có đôi chút mạo phạm, nhưng đều là do Thạch gia và Lâm gia xúi giục. Ta được phái đi để phá bỏ trận pháp, còn lại bất kỳ một hành động nào Chu gia không hề tham dự. Ngươi trở về nói cho các vị trưởng lão và Chu gia tộc trưởng, các ngươi nên cảm tạ Chu Lam. Bây giờ ta đã biết tất cả sự tình. Ở ngoài mấy trăm ngàn dặm kia có 8 di động trận pháp, sẽ không phải vô cớ mà tới đây. Hồng Quân không hề mở miệng, thanh âm chỉ vang lên trong đầu Chu Kinh. Hiển nhiên Hồng Quân không muốn cho người khác biết. Trên đầu Chu Kinh mồ hôi lạnh túa ra. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm mà cũng có thể tra ra được, đó là khái niệm gì đây? Hồng Quân tiên sinh, ta nhất định sẽ hồi báo lại, xin Hồng Quân tiên sinh cứ yên tâm. Chu Kinh suy nghĩ một chút rồi nói, ta đại biểu thần giới thứ nhất hướng Hồng Quân tiên sinh xin thề, có chết cũng không gây khó dễ cho thần giới thứ hai. Nếu như vi phạm lời thề này, Chu gia sẽ hoàn toàn bị diệt. Chu Kinh nói. Hồng Quân gật đầu, nhìn lướt qua ngàn vạn thượng phẩm thần nhân liên quân, nhàn nhạt nói, vừa nãy ta có nói qua, ta vô tình tạo ra nhiều giết chóc, các ngươi có thể quay trở về gia tộc của mình được rồi. Cái gì? Như vậy là xong sao? Không kể bọn nghịch cương ngạc nhiên, mà ngay cả thần nhân của thần giới thứ nhất cũng ngạc nhiên, không tin vào lỗ tai của mình. Không tin được từ mưa tanh mùi máu mới đó mà đã kết thúc như vậy. Mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng họ làm sao có ai có can đảm dừng lại mà hỏi tại sao đây? Như một trận cuồng phong, binh lính ảo ạt thối lui, kể cả Chu Kinh cũng vậy. Chỉ trong một ngày, Chu Lam chết, Thạch gia có Thạch Thừa Thiên, Thạch Nhược Tín, Lâm gia có Lâm Minh, Lâm Lượng, ngay cả thượng phẩm thần nhân cũng chết đến hơn trăm vạn. Hồng Quân cũng chết. Tình tiết có nhiều thay đổi và biến động, nhưng tất cả đều chỉ phát sinh trong ngắn ngủi một ngày. Lần trước thành chủ phủ bị yêu vương công kích và tàn phá, nên Hồng Quân, Ngộ Không, La Băng, Nghịch Cương cùng ba nhãn cương thần giờ này đang ngồi một chỗ. Tiểu Quân, đệ như thế nào mà lại để bọn chúng đi dễ dàng như vậy? Nghịch Cương không hiểu nên hỏi lại. Nghịch Cương lão ca, huynh còn nhớ lần trước chúng ta nói chuyện qua không? Cho dù ta đem bọn họ đi giết hết cũng có tác dụng gì đây? Không phải là càng khiến cho mâu thuẫn của hai thần giới thêm sâu nặng sao? Hồng Quân hỏi lại. Cho dù là như thế, thù của đại ca ta vẫn còn chưa báo được. Huống Quang Nhân bất mãn nói. Những năm gần đây, Huống Hữu Sinh cùng Huống Quang Nhân đã dần dần gia nhập cuộc sống giống như mọi người, chỉ là bọn họ lại càng thêm thù hận đối với Chu gia. Tiểu Quân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề được không? Tô Ngộ Không đột nhiên đứng dậy lên tiếng hỏi. Hắn vốn vẫn đang im lặng ngồi một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Quân, cũng không biết nghĩ ngợi điều gì. Cái gì? Hỏi đi. Hồng Quân cười cười, trong lòng cũng thầm đoán ra Ngộ Không muốn hỏi cái gì. Người bây giờ rốt cuộc còn sống hay đã chết rồi? Như thế nào trong lúc đó đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên kim quang, chờ đợi câu trả lời của Hồng Quân. Không riêng gì Tôn Ngộ Không, ở đây bất kỳ ai cũng muốn hỏi rõ vấn đề này. Còn sống hay đã chết sao? Hồng Quân thong thả ngẩng đầu lên, suy tư một chút rồi hỏi lại. Như thế nào gọi là sống, như thế nào gọi là chết đây? Tôn Ngộ Không nhất thời cứng họng. Hắn vốn cho rằng có máu đỏ là còn sống, nếu không là đã chết rồi. Hôm nay máu đang chảy trong người Nghịch Cương là màu xám, nhưng vẫn có thể làm loạn trước mặt hắn. Thậm chí giữa bọn họ khác nhau duy nhất chỉ là màu máu mà thôi. Hồng Quân nhìn thấy mọi người không nói gì, liền cười nói. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói, ta xem như đã chết rồi. Bởi vì lúc đó ta không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Sau khi tự bạo, ta xem như đã chết. Hồng Quân giải thích cho mọi người. Tâm tư của chính mình lại nhớ về tình cảnh lúc trước. Chúng ta cùng quay lại lúc Hồng Quân tự bạo. Uỳnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng bản thân Hồng Quân thì không nghe được những âm thanh đó. Nguyên anh cùng linh hồn của hắn đều vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ theo thanh âm khủng khiếp kia. Cũng trong nháy mắt, lúc này hắn dần mất đi ý thức. Đến khi ý thức hắn thanh tỉnh trở lại thì nguyên anh đã không còn tồn tại nữa. Linh hồn của chính mình cũng dung nhập vào vô danh vật chất màu xám trên bầu trời. Hồng Quân cảm giác được linh hồn cùng tâm linh vẫn còn tồn tại, nhưng kỳ quái chính là vô luận là tâm linh hay là linh hồn đều trở thành vật chất màu xám, giống nhau hòa vào vật chất màu xám vô cùng kia. Đây là vô danh vật chất trên bầu trời sao? Thần thức Hồng Quân bao trùm bốn phía, nhanh chóng phát hiện màu xám vật chất này rất khác so với màu xám vật chất vô danh trên bầu trời. Nơi này vật chất màu xám càng thêm nồng đậm, tựa hồ như một loại năng lượng. Tuy nhiên trong tình huống này hắn không tìm ra đặc tính,
cho dù Hồng Quân tu luyện Hồng Quân đạo, rốt cuộc cũng không phát hiện ra đặc tính của vật chất này là gì, càng không thể chi phối loại năng lượng này trong cơ thể. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hồng Quân tự nhủ, nếu có thân thể thì tốt quá, đi xem nơi này như thế nào. Tâm tư Hồng Quân vừa động, màu xám năng lượng xung quanh đột nhiên khởi động, biến hóa trong nháy mắt, liền xuất hiện một cơ thể do năng lượng màu xám cấu tạo mà thành, đem dung nhập cả linh hồn và chân linh vào đó. Nếu như nói không hoàn mỹ thì chỉ thiếu nguyên anh. Hồng Quân kinh ngạc, dùng thần thức tra xét thân thể mình, vô luận là dạng mạo, khuôn mặt và thân thể đều giống hệt trước kia. Hồng Quân hài lòng cười cười, mặc dù hắn không biết sao lại có thể thế này, nhưng dù sao có thân thể so với không có vẫn còn tốt hơn. Tại đây, trong màu xám năng lượng, Hồng Quân chân thân thật sự cảm nhận được kỹ xảo của thần vương trong nháy mắt di động. Chỉ cần trong lòng mình vừa động, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác, căn bản không có khoảng cách tồn tại. Đây là cái gì? Sau mấy chục lần thuấn di, Hồng Quân rốt cuộc phát hiện một địa phương khác. Ở nơi này, Hồng Quân thấy những đoàn năng lượng màu xám to bằng nắm tay, rõ ràng không giống với năng lượng mà hắn từng thấy. Cái này... Hồng Quân kinh ngạc nhìn đoàn năng lượng màu xám kia, nhẹ nhàng vươn ngón tay chọc vào năng lượng màu xám đó. Phốc, ngón tay của Hồng Quân đã đâm vào đoàn năng lượng màu xám đó, trong nháy mắt dò xét, hiển nhiên là không có sự ngăn trở nào. Uỳnh, Hồng Quân cảm thấy linh hồn có một trận rung động mãnh liệt, khiến cho hắn thiếu chút nữa mất đi ý thức. Cái này không lẽ là bên trong loại năng lượng kia sao? Hồng Quân cẩn thận đánh giá xung quanh, không gian này không lớn, xung quanh toàn là quang điện ngũ sắc, không biết chỗ nào là đường biên, chỉ toàn là một màu xám cho mà thôi. Cái gì? Đây là... Hai mắt Hồng Quân dương to gắt gao, nhìn vào một quang điểm. Nơi này giống như là một nơi chiếu phim, những sự kiện đang dần dần hiện ra trước mắt hắn. Hồng Quân cẩn thận nhìn thấy cả cổ bàn. Sau một tiếng nổ mạnh, mật thất nơi mà cổ bàn tu luyện cũng đột nhiên biến mất. Thấy được Phượng Hy và Triệu Vân Hưng lo lắng, thấy được Ngũ Hành đang dần dần phát triển thế lực, thấy được La Băng, Huống Thiên Minh mấy người vây công Yêu Vương, bắt đầu từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Tất cả các sự tình đều hiện ra trước mắt hắn. Người cuối cùng đã đến đây. Đột nhiên trong lúc đó, một âm thanh vang lên, Hồng Quân bị dạ cho giật mình, thần thức lập tức phúc tản ra, thế nhưng như thế nào cũng không phát hiện ra được gì. Người nào vậy? Hồng Quân nhíu mày hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi như thế nào trở về đây. Người như thế nào cứu được người của ngươi? Thanh âm kia lại vang lên. Khi nghe được âm thanh này, hắn phát giác âm thanh không hề có một chút nào vui buồn, lo lắng hay tình cảm gì cả. Ngươi nói ta có thể trở về? Hồng Quân nghi hoặc hỏi, ngữ khí căn bản không có một tí nào tự tin. Đúng vậy, ngươi có thể trở về, hơn nữa còn có thể trợ giúp người của ngươi nữa. Thanh âm kia nói, ta phải làm thế nào? Hồng Quân hỏi. Ngươi phải làm thế nào? Rất đơn giản, từ đây học phương pháp đi ra ngoài. Thanh âm kia vang lên. Hồng Quân nhất thời không hiểu, nơi này hắn không thấy có gì có thể học được. Hắn đơn thuần chỉ cho rằng thanh âm kia chỉ muốn cười nhạo hắn, vì vậy thanh âm của hắn cũng trầm thấp hỏi, ta học như thế nào? Ít nhất cũng phải có phương hướng cho ta học chứ. Hồng Quân còn chưa nói xong, liền phát hiện những quang điểm phát ra quang mang ngũ sắc trong giây lát bắt đầu quay tròn, mà càng ngày chuyển động càng nhanh, hình thành một đạo ngũ thải quang đái. Ngay cả thần thức của hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh mà thôi. Uỳnh, trong nháy mắt tất cả quang điểm đều dung nhập vào trong đầu Hồng Quân. A! Khi quang điểm này dung nhập linh hồn thì hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn, phảng phất như ức vạn cây ngân châm dung nhập vào trong thân thể hắn. Loại đau đớn này khiến cho chân linh của Hồng Quân có một trận run rẩy. Hồi lâu sau, quang điểm này đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của Hồng Quân. Loại đau đớn khó mà chịu đựng được kia cũng đột nhiên biến mất. Đồng thời, Hồng Quân cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại linh hồn giờ này, bỗng dưng hắn biết được rất nhiều thứ: phương pháp sử dụng vật chất màu xám, phương pháp giải trừ phong ấn cho tứ đại thú tộc. Thậm chí, tất cả sự tình từ tầng không gian thứ 7 tới tầng không gian thứ 9, hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Một phút nhất thời bằng cả ngàn năm. Một bản thể Hồng Quân nhỏ bé xuất hiện trong đoàn năng lượng kia thì thầm lẩm bẩm nói, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, xem ra chỉ là chuyện cười. Âm thanh của Hồng Quân dần dần trầm xuống, đoàn năng lượng bất đồng kia cũng dần biến mất. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Hồng Quân khom người nói, nhưng cũng không hề có âm thanh nào trả lời hắn cả. Trong lòng vừa động, hắn
hắn đã đi ra khỏi đoàn năng lượng đó và cũng trong chớp mắt biết được tất cả các sự tình đang diễn ra. Cũng vì thế, hắn biết được cách giải trừ phong ấn cho tứ đại thú tộc, ngăn La Băng tự bạo, hiện thân giết chết Thạch Thừa Thiên, Thạch Nhược Tín, phát hiện được nhân mã của Chu gia cách đó trăm ngàn dặm, cũng hiểu được thân phận gian tế của Chu Lam. Nhưng Chu Lam vì mình đỡ một kích của yêu vương mà vong mạng, chính là muốn mình hoàn thành tâm nguyện lý tưởng. Có lẽ đây cũng chính là lý tưởng của nàng. Hồng Quân không thể biết được lý tưởng của người khác nên chỉ biết đoán như vậy mà thôi. Tất cả mọi người nghe thấy thế thì ngây người, không thể hiểu được sau khi Hồng Quân tự bạo lại gặp được kỳ ngộ như vậy. Thế nhưng Hồng Quân cường đại dĩ nhiên là chuyện tốt, giải quyết được mọi chuyện khiến cho mọi người tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Dưới mệnh lệnh đặc thù của Hồng Quân, tứ đại tộc trưởng vốn thủ hộ bên ngoài cũng được tham gia bữa tiệc này. Sự việc cứ như thế đơn giản mà qua đi. Vài năm sau đó, khi Hồng Quân khôi phục diện mạo, thậm chí so với quá khứ còn có phần huy hoàng hơn, thành chủ phủ cũng được mở rộng hơn. Huống Quang Nhân cùng Hướng Hữu Sinh sau khi được Hồng Quân khuyên nhủ cũng dần dần bỏ đi kiều hận trong lòng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Không những thế, Huống Quang Nghĩa vốn đã chết tại không gian này và một ngày đột nhiên xuất hiện tương tự với bọn họ. Đương nhiên, sự tình không gian này không có cương thi, Hồng Quân cũng có nói cho ba lão họ Huống biết. Cuộc chiến tranh qua đi, Thạch Lâm hai nhà của thần giới thứ nhất tổn thất nghiêm trọng. Từ nay về sau, khó mà hồi phục cương thịnh như xưa, dần dần mất đi danh vọng. Tổn thất của Chu gia thực chất là không lớn, nên vẫn như trước giữ vững vị trí gia tộc cực mạnh của thần giới thứ nhất. Chỉ là dường như bọn họ thay đổi rất lớn. Trong vấn đề quản lý, những thành trì đã dỡ bỏ lệnh cấm người của thần giới thứ hai du nhập vào thành. Những đãi ngộ của thần giới thứ hai cũng không khác gì so với thần giới thứ nhất cả. Tứ đại thú tộc sau khi được cởi bỏ phong ấn cũng có thể biến thành hình người. Hơn nữa còn không cần năng lượng của quáng thạch để sinh tồn. Hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Dưới mệnh lệnh của Hồng Quân, họ dần dần di chuyển và ở lại lãnh địa của thần giới thứ hai. Mấy trăm năm sau, thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai đã hoàn toàn có mối quan hệ ngang vai. Cũng mấy trăm năm đó, Phượng Hy sau khi tìm không được cổ bàn liền cùng Triệu Vân Hưng phi thăng lên tầng 7. Khi họ phi thăng, Hồng Quân ngay lập tức biết được nên trong nhất thời xuất hiện bên cạnh phi thăng trì chờ họ đến. Tiểu Phượng, Vân Hưng tướng quân. Thân ảnh của họ vừa xuất hiện tại phi thăng trì thì âm thanh của Hồng Quân đã vang lên. Quân ca. Tiểu Quân. Hai người đều kinh ngạc nhìn Hồng Quân. Bọn họ biết thời gian phi thăng, địa điểm căn bản không có cố định, không thể nghĩ được Hồng Quân lại may mắn đoán được nơi họ xuất hiện. Phượng Hy cùng Triệu Vân Hưng vốn vì chuyện của cổ bàn mà muốn đi thỉnh tội với Hồng Quân, nhưng Hồng Quân biết vấn đề đó nguyên nhân do chính từ cổ bàn. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác cổ bàn vẫn chưa chết. Hai người được đưa về Hồng Quân thành, gặp lại những người cũ, không thể thiếu được việc uống rượu và nói chuyện phiếm. Tôn Ngộ Không và Nghịch Cương nhìn thấy Triệu Vân Hưng thì không khỏi hưng phấn. Tuy nhiên hai người này ý nghĩ không giống nhau. Tôn Ngộ Không thì đã biết được thực lực của Triệu Vân Hưng, chỉ bằng thực lực thân thể cũng có thể tương đương với lực phòng ngự của tứ đại thủ hộ thú tộc. Trong mắt của Tôn Ngộ Không, Triệu Vân Hưng chính là đối tượng tốt nhất để đối luyện. Mà Nghịch Cương lại khác, lão không tìm thấy ở Triệu Vân Hưng một chút thần kỳ nào. Từ khi Hồng Quân xuất hiện, cộng thêm bằng hữu của hắn khiến cho lão gặp nhiều áp lực. Hôm nay lại có một người nữa phi thăng, lão không tin người này có được thực lực như Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Nói trắng ra là lão muốn mình cũng phải đứng trên được một người. Hồng Quân mỉm cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, không biết khi nào La Băng đã đi tới bên cạnh hắn. Hồng Quân. Hồng Quân nghe được thanh âm này thì xấu hổ hỏi. Băng Nhi, chuyện gì vậy? Trên mặt La Băng đỏ bừng lên, đầu cúi thấp chậm chậm hỏi. Trong trận chiến đó, trước khi huynh tự bạo, có từng nói câu nói kia, có phải là thật không? La Băng muốn đợi Hồng Quân trực tiếp đến nói với nàng, nhưng nàng chờ đến mấy trăm năm mà Hồng Quân cũng không nói, cứ như là đã chết rồi vậy. Nàng thất vọng nên chỉ còn biết tự mình đến hỏi Hồng Quân. Rất nhiều năm về sau, nàng vẫn đem chuyện này nói ra, nói rằng Hồng Quân yêu nàng không đủ. Băng Nhi, thật ra đã từ rất lâu rồi, ta muốn nói với nàng một câu, ta yêu nàng. Trong đầu nàng lại hiện ra cảnh Hồng Quân ngày đó tự bạo. Câu nói đó đã đè nén trong lòng nhiều năm dòng. Tính từ lúc trong dòng màu xám năng lượng đi ra, mỗi khi nhìn thấy La Băng đều có vẻ mất tự nhiên. Nhưng chuyện này Hồng Quân không biết phải nói như thế nào. Hắn chỉ biết nghĩ như vậy mà không sao nói được thành lời. Hồng Quân sắc mặt xấu hổ, khuôn mặt tươi cười nói. Chuyện đó, Băng Nhi, ta đã nói đương nhiên là thật.
Hồng Quân mặc dù nói là thật, mặc dù vẻ mặt xấu hổ, cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng lại làm cho người ta cảm giác bất an. Hồng Quân! Hồng Quân khôi phục vẻ mặt nhìn La Băng nói, Băng Nhi, sau này không nên gọi ta là Hồng Quân, ta tên thật là Tần Sương, nếu nàng nguyện ý thì nên gọi ta một tiếng là Sương Ca đi. Hồng Quân không có ý giấu giếm, vốn ngay tại lúc thần giới sinh ra hay là ở trong thời gian gia tốc tu luyện, rồi trải qua địa cầu dưới danh phận của một con người, đến khi nền văn minh đó hủy diệt, Hồng Quân tuổi tác so với La Băng dù sao cũng lớn hơn một chút. La Băng thật ra cũng biết tên thật của Hồng Quân, đã không có tính toán ai tuổi lớn hơn, chỉ nhẹ nhàng khẽ khẽ gật đầu nói, Sương ca, thật ra ngay từ lúc tại tầng 6 ta đã biết trong lòng đã có huynh, huynh còn nhớ đã cho muội một kiện thần khí tên là gì không? Hồng Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc đầu La Băng hướng chính mình yêu cầu một kiện thần khí gọi là Quân Tâm. Quân Tâm, Quân Tâm. Hồng Quân nhẩm lại hai lần, lập tức tự giễu cười, không nghĩ vấn đề đó lại đơn giản như vậy, có thế mà huynh không nghĩ ra? La Băng trừng mắt liếc hắn một cái nói, sợ rằng không phải không nghĩ ra, mà căn bản là chưa từng nghĩ đến. Hồng Quân đỏ mặt lên, gãi gãi đầu nói, thật ra ta không thể nào nghĩ tới vấn đề này. Trước tiên không nói nữa. La Băng cắt lời Hồng Quân, nhìn Hồng Quân nói, Sương ca, thực lực của huynh bây giờ là gì? La Băng nhìn lại chính mình mới là trung phẩm thần nhân, thực lực cũng đạt tới thượng phẩm thần nhân, thế nhưng vẫn chưa dẫn tới thiên kiếp. Nếu Hồng Quân bây giờ là thượng phẩm thần nhân đỉnh phong, cách ngày phi thăng cũng không xa, vậy có nghĩa là bọn họ lại tách ra. Hồng Quân không có nghĩ tới ý nghĩ của La Băng trong đầu. Băng Nhi, ta bây giờ thực lực nếu tính lên hẳn là thần vương cảnh giới rồi, nói cách khác ta hoàn toàn có thể bỏ qua tầng thứ 8 trực tiếp phi thăng lên tầng thứ 9. Thần vương ư? La Băng trong lòng chấn động, nghĩ không ra Hồng Quân một lần tự bạo đã đạt tới thần vương cảnh giới. Nói như vậy chúng ta lại phải tách ra một đoạn thời gian nữa rồi. Nghe được La Băng nói, Hồng Quân lúc này mới hiểu được La Băng tại sao muốn hỏi cảnh giới của mình, lập tức cười nói, Băng Nhi, để mấy muội yên tâm đi, ta là một thần vương đặc thù, năng lượng trong cơ thể ta hoàn toàn không đạt tới thần vương chia cảnh, dường như không gian pháp tắc ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí thời gian pháp tắc đã lĩnh ngộ được một chút rồi, cho nên ta có thể tại đây tầng không gian này bố trí cho muội một cái trận pháp thời gian gia tốc. Năng lực hiện tại của ta gia tốc gấp 500 năm hẳn là không thành vấn đề, đem mọi người tiến vào thời gian gia tốc trận pháp tu luyện, chúng ta gặp mặt nhau cũng nhanh hơn. La Băng tâm tư đã hoàn toàn không chú ý tới cái gì gọi là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, sâu kín nói, cho dù như vậy chúng ta cũng phải trải qua tầng thứ 8 mới có thể đi tới tầng thứ 9 được. Hồng Quân đưa tay kéo tay của La Băng, Băng Nhi, muội cứ yên tâm, tới tầng thứ 9 chính thức trở thành thần vương, ta hẳn là có thể đi tới các tầng khác, đến lúc đó ta có thể quay lại tầng thứ 8 tìm mọi người. La Băng con mắt sáng ngời, thật sao? Hồng Quân cười hỏi lại, Băng Nhi, muội thấy ta đã lúc nào nói dối chưa? La Băng không nói gì, tựa vào ngực Hồng Quân, Hồng Quân cũng tự nhiên ôm La Băng trong lòng, hai người ở cùng một chỗ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.